Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Điện Mạnh Phát. Lẽ ra là cái video này Mạnh Phát sẽ không đăng lên trước Tết đâu. Định ỉm cái mẫu xe này để ra Tết thì mới quay cơ. Nhưng mà thôi, các bác hỏi nhiều quá, Mạnh Phát quyết định là sẽ quay luôn. Và thông báo mọi người, đây chính là phiên bản xe điện ba bánh Mi Pro của năm 2024 nhá. Mi Pro thì quá nổi tiếng tại Xe Mạnh Phát rồi, khi là một trong những cái mẫu xe mà có trải nghiệm lái an toàn nhất, chắc chắn nhất, mượt mà nhất và bền bỉ nhất nhá. Không những thế thì nay Mi Pro đã được nâng cấp lên những tính năng rất là xịn. Đầu tiên các bác đã nhìn thấy gì không ạ? Mạnh Phát đã nâng lên phanh đĩa, và phanh đĩa của Mạnh Phát khác với tất cả các đơn vị khác. Phanh đĩa này rất là xịn và cao cấp nhá. Đây, anh ta sẽ quay cho mọi người xem này. Đây, cụm phanh đĩa này. Đây, đấy, củ dầu này. Đây, tay phanh này. Đây, Mạnh Phát sẽ nhắc cả này lên cho mọi người nhìn này. Đấy, rất là xịn nhá. Đà tiếp theo chúng ta sẽ có một cái mặt đồng hồ cực kỳ đẹp luôn. Mọi người nhìn này, bật khóa lên này. Đấy, rất là sắc nét, có đầy đủ những chi tiết. Nút P này, nút P này, hết này. Xe sẽ báo tín hiệu số trên mặt đồng hồ luôn. Đấy, có lỗi gì xe sẽ báo lên ngay lập tức ở trên này luôn. Số cũng hiển thị đầy đủ luôn. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, lỗi tay ga, lỗi IC, lỗi hệ thống điện. Đấy, đều lỗi động cơ đều được báo trên mặt đồng hồ. Chúng ta sẽ có vạch báo pin này, có quãng đường đi được này, và có tốc độ này. Đây là mặt đồng hồ cao cấp nhất của năm 2024 và mới chỉ có xe Mạnh Phát mang về Việt Nam thôi ạ. Đây, rất là cao cấp nhá. Đấy, quay lại với chiếc xe Mi Pro thì nó là một trong những cái dòng xe điện ba bánh đa năng, ba chỗ ngồi đây. Mọi người nhìn cái giảm sóc này, anh phải ấn nhẹ cái này, êm như giảm sóc xe máy luôn. Đó, rất là xịn nhá. Và phanh đĩa của Mạnh Phát thì sẽ có kiêm cả phản quang, rất là cao cấp. Đây, chúng ta sẽ có một trong những chiếc xe có ba chỗ ngồi cao cấp bánh 300-10. Đấy, lốp đến từ thương hiệu CST cực kỳ nổi tiếng và cao cấp nhá, không phải là hàng lốp giá rẻ phổ thông trên thị trường đâu ạ. CST này là cực kỳ nổi tiếng. Đây, chúng ta sẽ có một chỗ ngồi, một người lớn chở ba trẻ em, hai bé ngồi sau, một bé ngồi trước, hoặc là hai người lớn, một trẻ em nhé. Xe được thiết kế vô cùng chắc chắn và chúng ta sẽ được tặng kèm theo thảm để chân đến từ nhà máy luôn, có chữ Mi Pro luôn. Đây, anh chúng ta sẽ quay gần để cho mọi người nhìn này. Đấy. Đấy, rất là đẹp và rất là cao cấp nhá. Chúng ta sẽ có một trong những chiếc xe là có cả phanh tay này, phanh chân này. Đây ạ, phanh chân thì ở đây. Đấy, bên phải nhá. Bên tay trái của chúng ta thì sẽ là phanh sau. Bên phải là phanh trước, là phanh đĩa rồi. Đấy, nếu như các bác có nhu cầu thì Mạnh Phát sẽ hỗ trợ chuyển tay ga này, chân phanh từ bên phải sang bên trái là hoàn toàn miễn phí đối với những bác mà bị tai biến bên phải nhá. Đấy, có một chi tiết nhỏ những thay đổi trên phiên bản Mi Pro này, mọi người tinh ý mọi người đã nhìn ra đúng không? Khi chúng ta nâng cấp lên phanh đĩa thì đã chuyển xi nhan xuống bên dưới này. Đấy, xi nhan xuống bên dưới này. Mỗi cái có một cái ưu nhược điểm riêng. Đấy, mọi người thì thích như thế nào thì cũng là tùy thôi, nhưng mà phải nâng cấp lên họ đã chuyển xi nhan bên dưới này. Xi nhan bên dưới này thì sẽ có ưu điểm hơn là nó sẽ khó gãy hơn. Đấy, nó dai hơn, bền hơn bởi nó bằng cao su mà. Đây mọi người nhìn, bẻ không sao này. Đấy, phiên bản này là một trong những phiên bản Mạnh Phát đánh giá là hoàn hảo nhất bây giờ rồi, đúng không? Đây, đấy, Mạnh Phát test cho mọi người nhé. 70 cân rồi, tại này tăng cân mọi người ạ, 70 cân. Đứng lên đây, nhún nhảy này. Đây, nhún này. Đấy, chấn bùn siêu chắc chắn. Đây là hàng chính hãng, nó sẽ khác nhé. Đấy, rất là nhiều chấn bùn nó nan hàng như này, nhưng nó chất lượng nó kém hơn thì mọi người sẽ không dám đứng nữa. Đây, vành là vành đa chấu nhá. Đây, cái ngay cả những cái cốp sau này, mọi người nhìn này. Đứng lên để nhún này, nhảy này, nhún này, nhảy này. Đấy. Riêng nói về khả năng vận hành bền bỉ và chắc chắn thì Mạnh Phát khẳng định luôn là phiên bản Mi Pro là đứng đầu thị trường luôn ạ, đứng đầu thị trường luôn. Rất là nhiều các bác đang quan tâm là vậy thì xe được nâng cấp lên xịn sò như vậy thì giá tiền có thay đổi không, thì xin thông báo mọi người là giá tiền không thay đổi. Và đây là món quà Mạnh Phát muốn dành tặng cho tất cả các bác đã yêu quý và ủng hộ Mạnh Phát thời gian vừa qua. Đấy, nâng cấp Mi Pro cho mọi người như này và sẽ không thay đổi giá nhé. Do là Mi Pro là một trong những mẫu xe đạt được sản lượng tốt nhất tại xe Mạnh Phát và được nhà máy ưu đãi và cũng là hỗ trợ Mạnh Phát nâng cấp lên, coi như là nó không đáng bao nhiêu. Đúng ra là bình thường chúng ta nâng cấp cái gói này lên nó mất khoảng 500-700 nghìn. Khi mà nâng cấp lên những cái tính năng như thế này, đặc biệt là phanh đĩa và mặt đồng hồ, thì nhưng mà Mạnh Phát thì không lấy thêm của các bác nhé. Đấy, được hỗ trợ thì Mạnh Phát cũng sẽ hỗ trợ ngược lại các bác. Chúng ta ngồi chiếc xe này chúng ta cảm giác rất là sướng nhá. Chỗ ngồi rộng rãi, ngồi rất là chắc chắn này. Mọi người ngồi đầm xe này, nhún nhảy này, giảm sóc này, đi nó sướng cực kỳ luôn mọi người ạ. Đây, đi rất là thích nhá. Bật xi nhan cảnh báo luôn này. Đấy, sáng cả 4 xi nhan luôn. Chúng ta ngồi chúng ta cảm giác nó thoải mái này, chắc chắn này. Và ga lên nó rất là êm, thậm chí chúng ta không đi không nghe tiếng luôn ấy. Nghe nó im cực kỳ luôn, đi rất là thích và cảm giác nó rất là chắc chắn ấy. Đây mọi người, bánh 300-10 nó cho cái gầm cao đây mọi người. Thả tay lái ra này, xe nó không liệng sang một bên nào luôn, nó cân đến mức như thế cơ mà.
Đấy, nó rất là sướng, đi rất là sướng nhá. Mạnh Phát đã nói rồi, đây là chiếc xe điện Mạnh Phát tự tin ở Việt Nam, là đây là chiếc xe điện mà có khả năng vận hành mượt mà, an toàn và êm ái nhất, và nó cũng là một trong những xe có sự bền bỉ chắc chắn nhất mà xe điện ba bánh Mạnh Phát đang phân phối và ở trên thị trường cũng vậy. Đấy. Mặc dù nó không có mái che nhưng mà nó lại có nhiều cái hay ho hơn. Đấy. Mỗi cái có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Đấy, chúng ta thích mái che thì rõ ràng thời tiết lạnh như này rồi, đi mái che thì nó là vô địch rồi, nó rất là ấm mà có bạt xung quanh nó rất là ấm, rất là thích. Nhưng mà nếu mà nói về thuần, về khả năng vận hành, sự chắc chắn và bền bỉ thì Mạnh Phát đánh giá Miro cao hơn nhé. Đấy. Với mức giá 19 triệu ở Việt Nam này thì sẽ khó không để tìm ra được một chiếc xe điện ba bánh vượt được phiên bản Miro này. Đấy, cả về chất lượng, uy tín, thương hiệu cũng như là sản lượng bán ra luôn. Đấy, Mạnh Phát cam kết mọi người luôn. Và xe hiện tại đối với phiên bản 2024 này thì đang có 3 màu nhá. Màu đỏ này, màu xám và màu xanh quân đội nhá. Đấy, 3 màu cũng rất là hot, rất là nổi tiếng rồi đúng không ạ? Và đều là những cái màu sắc mà đã chứng minh được và năng lực rồi. Đấy, và được mọi người đón nhận ở trên thị trường rồi. Đấy, màu xanh quân đội cũng là Mạnh Phát là người đưa về đầu tiên, và bây giờ cũng rất là nhiều đơn vị bắt chiếc. Ngay cả những chiếc xe có mái che hay là xe điện ba bánh Miro này cũng rất là nhiều đơn vị bắt chiếc, bởi vì là Mạnh Phát là người đầu tiên ở Việt Nam nâng cấp lên bánh 300-10 và mọi người sẽ làm theo. Đấy, Goda cũng vậy. Đó là cũng là một cái điều tự hào khi mà Mạnh Phát là một trong những đơn vị lớn nhất kinh doanh xe điện ba bánh này mà khiến cho các mọi người phải bắt chiếc theo. Thì đấy rất là hay, nhưng mà nói chung là bắt chiếc thì sẽ không bao giờ bằng được sản phẩm chính hãng đúng không ạ? Bắt chiếc thì không bao giờ bằng sản phẩm gốc được. Đấy. Thì đây là món quà Mạnh Phát muốn dành tặng cho tất cả các bác. Đấy, những người mà yêu thích Mạnh Phát này, yêu thích sản phẩm xe ba bánh Miro thì khi mua được bản 2024 này thì mọi người chắc hẳn sẽ rất là vui đúng không ạ? Khi mà nó được nâng cấp lên rất là nhiều thứ này, phanh đĩa này, đấy, mặt đồng hồ cao cấp này, xe có khả năng vận hành càng ngày càng mượt mà hơn, càng ngày càng êm ái hơn nhá. Đấy, và giá thành thì không đổi, vẫn là 19 triệu và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc mọi người nhá. Mọi người nhớ là đối với phiên bản Miro là miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Đấy, và bảo hành là khung sườn động cơ là 3 năm. Đấy, ắc quy 18 tháng, hệ thống điện 12 tháng, và Mạnh Phát là đơn vị duy nhất có chế độ bảo hành đối với xe ba bánh dài nhất tại Việt Nam luôn. Không một đơn vị nào họ dám bảo hành cho mọi người như này đâu ạ. Đây là lời cam kết khẳng định của Mạnh Phát luôn ạ. Đấy, mọi người có nhu cầu mua sản phẩm xe ba bánh Miro 2024 này thì nhấc máy lên và alo cho xe Mạnh Phát qua số điện thoại là 0358 993 993 hoặc là 0866 903 993. Xin chào và hẹn gặp lại.